sau việc náo loạn sân bay lên đường đến Phú Quốc dự hôn lễ Hà Trí Quang, Thanh Đoàn. Tặng cho đây chúng tôi đại náo sân bay nha. Các tài tử diễn viên số 1 Việt Nam, số 2 quốc tế đang tề tụ, đang hội tụ ở tại sân bay Tân Sơn Nhất để dự lễ cưới của cặp đôi Thanh Đoàn và Hà Trí Quang. Đây Nam đã có mặt từ sân bay lúc 5 giờ sáng, mặc dù là 10 giờ 20 máy bay nhưng mà háo quá đi đám cưới của hai chú rể. Yeah. Thanh Bạch đã sẵn sàng cùng hai chú rể 2, 3, yeah. Đó, hai vợ chồng được ngồi chung với lại MC nổi tiếng. Quá quá. Dạ, quay ba màu nữa mới đẹp. Đó. Cách phân bị tiền bối bốc phốt, ngày thường không liên lạc, đến ngày cưới lại nhắn tin gửi thiệp mời. Vợ chồng Việt Hương tay trong tay giữa ngày vui đôi trẻ. Tối hôm qua tao nhận được thiệp cưới của Khánh Dân, hồi nào giờ không bao giờ mà nhắn tin má yêu má yêu, tự nhiên nó cưới cái má yêu má yêu. Trời ơi. Con có gì đâu mà được, không dám nhắn tiền má. Ông dễ sợ luôn á. Sài Gòn có đi không? Lọc luôn đi để nửa mới là mình thiếu. Hoa tươi cho hôn lễ tiền tỷ được vận chuyển ra đảo Ngọc Phụng ngày hôn trường tại resort 5 sao, sắc kiếm lãng mạn nổi bật giữa bãi biển. Đây chính là số lượng hoa mà bên mình di chuyển ra ngoài Phú Quốc để làm lễ đám cưới ở ngoài Phú Quốc cho anh Thanh Đoàn và anh Hà Chí Quang. Ngày mai thì tụi mình sẽ di chuyển ra đó, khoảng hơn 20 bạn sẽ bay ra để mà làm. Thì tụi mình cũng rất là hy vọng với cái thời tiết đừng có mưa mà cũng đừng có quá nắng, nói chung làm sao thương để cho ekip có thể chuẩn bị một cách chỉnh chu. Tông màu tím chính là cái tông màu chủ đạo mà bên mình sẽ thi công cho anh Thanh Đoàn và anh Hà Chí Quang ở ngoài biển ngoài Phú Quốc đó cả nhà. Mọi người biết tại sao, lý do tại sao chọn màu tím không? Thật ra là anh Đoàn cũng làm khá là nhiều tiệc rồi và tiệc màu tím ở ngoài biển cũng là một trong những cái tiệc mình nghĩ là sẽ rất là lạ, cho nên anh muốn làm như vậy và ekip của mình đang trong quá trình gọi là chuẩn bị hết tất cả những cái phần thô để ra ngoài đó. Dự kiến là bên mình sẽ có mặt ở ngoài đó vào ngày mùng 5 để thi công, và đây là một trong những cái tiệc thì nói về lớn thì chắc chắn là lớn rồi đó, nhưng mà so với thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn sẽ không bằng, nhưng mà nó sẽ rất là lớn về cái quy mô sân khấu, chiều ngang rất là rộng. Sáng ngày 5 tháng 11, các khách mời tham gia lễ cưới ở Phú Quốc của cặp đôi Thanh Đoàn, Hà Trí Quang đã có mặt tại sân bay chuẩn bị lên đường đến đảo Ngọc tham gia hôn lễ của hai chú rể. Vợ chồng Kali, Thanh Duy, Văn Anh, Tú Vi, Ngọc Ánh, Anh Tài, diễn viên Cát Tường, Thanh Hiền, vợ chồng Huỳnh Quý, hoa hậu Khánh Vân vô cùng phấn khích, gặp nhau nói cười rôm rã trước giờ làm thủ tục lên máy bay. Thanh Đoàn và Hà Trí Quang có mặt ở sân bay rất sớm để hỗ trợ khách mời làm thủ tục nhanh chóng và dễ dàng hơn. Hai bé Kaka và Muội Muội cũng là hai khách mời đặc biệt trong hôn lễ của ba mình. Được biết đây là chuyến bay đầu tiên, các khách mời còn lại sẽ bay chuyến sau đến Phú Quốc. Chi phí vé máy bay khứ hồi cho toàn bộ khách đến dự tiệc đều được Hà Trí Quang, Thanh Đoàn bao trọn. Bạn bè, đồng nghiệp và hai bên gia đình sau khi đáp máy bay thì sẽ được đưa về resort. Tại đây mọi người sẽ được đưa về các villa để nghỉ ngơi. Hai chú rể cũng xin phép mời toàn bộ 60 khách sẽ ở lại Phú Quốc 3 ngày 2 đêm vừa để tham gia tiệc cưới vừa nghỉ dưỡng với chất lượng cao cấp nhất. Theo Thanh Đoàn cho hay, villa tại resort 5 sao này có giá 10 triệu một đêm, 2 đêm có giá 20 triệu đồng. Chi phí di chuyển, ăn ở của 60 khách sẽ do Hà Trí Quang và Thanh Đoàn mời mọi người. Ngoài ra, hôn lễ tại đảo Ngọc cũng xin phép không nhận tiền mừng cưới, hai chú rể chỉ mong nhận được lời chúc phúc từ quan viên hai họ, bạn bè hai bên. Các khách mời sẽ có một buổi tiệc chào đón vào tối ngày 5 tháng 11 và hôn lễ chính thức sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11. Đội thi công cho hôn lễ cũng đã di chuyển, chuẩn bị thi công cho sân khấu và bàn tiệc. Số lượng hoa tươi được tính bằng tấn với nhiều loại hoa như cẩm tú cầu, phi yến, hoa hồng, hoa sao sẽ được phủ đầy tại hôn lễ. Tông màu của lễ cưới này là màu tím lãng mạn. Những ngày qua đơn vị trang trí đã phải chuẩn bị từng chiếc nơ gắn trên ghế, kệ hoa, background đều là màu tím đặc trưng. Hơn 20 người trong ekip thi công có mặt gấp rút chuẩn bị cho ngày hỷ. Ngoài ra, đội âm thanh, ánh sáng cũng từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Kiên Giang để hỗ trợ cho ngày trọng đại. Dự rằng đây sẽ là lễ cưới quy tụ đông đảo dàn sao Việt nổi tiếng đến tham dự. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.